Có một chồng tre và một cô ghế cùng đi trên một chiến đò. Người chèo đò là một bà lão. Khi con đò ra được giữa dòng sông á, thì chồng tre mới lặn ngồi gần cô ghế và tán tỉnh. Em có muốn ngủ với anh một đêm không? Cô ghế tát chồng tre một cái bốp. Đồ nhắc con à, che này là đồ nít đó. Thì khi đò con cặp bánh, cô ghế lên bờ. Chồng tre đang chuẩn bị lên bờ thì bà lão chèo đò kêu là: con bé này cũng mê tín lắm. Tối mùng một muốn cũng đoán khắn lạ ngay chỗ cái miếu đầu đình. Mắng tin cái ông thần ngay chỗ cái miếu nó gớm lắm. Ta bà con này, tối mùng một con ra con núp sau lưng bức tượng ở trong miếu. Khi cô ghế nó vô khắn lạ, con nhả ra con nói con là thằng đây. Lúc nó xỏng rồi, con muốn làm dự án không được. Chồng trời nghe bà lão bài như rứa nghe cũng hợp lý, nghe nghe cũng sướng. Rứa là út giọng. Tối mùng một bữa nó là chồng trời tới miếu trước, núp phía sau lưng cái bức tượng trong miếu. Cô ghé tới bà đầu tháp hương sang đón khắn lạ. Đón khắn lạ thì chồng tre từ trong xa bức tượng nhá rồi phốc. Ha 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 ha. Ta là thằng đây. Cô ghé xỏng không biết rằng hết lạ. Giờ con lạ thằng, con lạ thằng, con lạ thằng. Ta muốn ngủ với nhà người đêm nay. Giờ thằng ứng luôn chi cũng được, ứng luôn chi cũng được. Rất là chồng tre lụm cô ghé. Lụm sang xuôi rồi là đét ý với anh cười khoái chí. Ta không phải là thằng. Ta là thằng nhát con hôm bữa đây. Cái cô ghế cũng cười rất là mõn nguyện. Chứ ta không đâu phải là cô ghế, ta là bò lũa chèo đò. Mày bị điên à? Chứ ta không đâu phải là cô ghế, ta là bò lũa chèo đò. Yeah.